Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đồ Câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay với clip này thì Tuấn muốn xin giới thiệu với các bạn một dòng cần mới. Hàng này là của Shimano nha các bạn. Tên của nó là Vượt Sula nha các bạn. Thì hiện tại cái dòng cần này mình sẽ về 4 size: 2m1, 2m4, 2m7, 3m. Đó thì trước mặt các bạn là 4 size, 4 cây cần. Hàng này của Shimano. Và đặc biệt cái dòng này là khoen buji nha các bạn. Khoen buji. Về khả năng tải chì của nó là 80 đến 100 gram. Thì 4 size nó khả năng tải chì nó như nhau nha các bạn. 80 đến 100 gram. Đó. Thì hàng này là hàng carbon. Thì bây giờ mình sẽ đi đi vào chi tiết, tức là khui khui cần ra cho các bạn xem. Mình khui cây 2m1 ra trước ha. 2m1 nè. Thì cần nó sẽ bỏ vô mình một cái bao màu đen như vậy các bạn. Đây, cần 2m1. Dòng này là dòng hai khúc nha các bạn. Đó, 2m1 thì 2m4. Từ đây tới đây 2m7. Này 3m. Đó, đây là 4 cây mình vừa khui họp cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần chi tiết của cây cần để các bạn nắm rõ hơn về chất liệu cần cũng như là thành phần của nó ha. Hàng là hàng Shimano, bạn thấy không? Shimano, hàng của Sanban hoặc Sula. Thì size này size 2m1 nha các bạn. Và hàng này là hàng carbon ha. Carbon toàn thân. Đó, bạn thấy ảnh lên cái màu dân ở trong không? Thân nó là carbon. Cán của nó là cán cán bần củ keo, nhìn như cán giả rổ đó các bạn. Này, cán này đặc củ keo bóng rồi nghe bạn. Nó cầm bằng câu, cái loại này rất là sạch. Bắt máy. Đó. Thì hàng này hàng chính hãng của Shimano cho các bạn. Và khoen của nó đầu khoen buji. Tức là nguyên một cái dàn khoen buji hết. Đây, khoen buji nha các bạn. Hàng của Shimano, màu khoen là khoen buji. Buji đây, có đóng mộc buji. Thì toàn thân nó là khoen buji hết nha các bạn. Thân của nó là. Với cây 2m1 này mình sẽ có tổng là 5 khoen, tính luôn đầu bu là 5 khoen. Đó. Và ngọn của cây này là ngọn mình sẽ đo cho bạn xem ha. Mình dùng cái thước này mình sẽ đo cho bạn xem. Ngọn này ngọn 3 ly 2 nha các bạn. Ngọn này ngọn 3 ly 2 nha các bạn. Thì ngọn này nó được cái nó to hơn. To hơn cái dòng Advent đó các bạn. To hơn thì nó sẽ khỏe hơn.
và thân nó là thân carbon hết ha. Đó, cây này cũng vậy luôn, cây này là size 2m7, size 2m7 nó cũng tải chì là 80 đến 150 gram. Hàng quật Sula, hàng này của Nhật đó các bạn, Insanban nè, hàng của Shimano chính hãng đó, khoen Fuji. Thì giá cần mình có để trên màn hình hoặc là mình có để trong phần mô tả với bình luận nha các bạn, bạn có thể vui lòng tham khảo cái giá bên dưới đó. Đây size 2m4 nữa các bạn, mình có 4 size 2m4, 2m7, 3m, thì cấu tạo nó gần như giống nhau hết nè. 2m4 thì nó cũng có 2-4-5 khoen tính luôn khoen đầu bu, nhưng mà khi lên 2m7 với 3m thì nó là 6 khoen. 2-4-6 khoen tính luôn đầu bu các bạn. Thì dòng này được cái là cũng rất là đẹp, rất là khỏe các bạn. Cán là cán bần phủ keo nè, cầm rất là khỏe, đánh cũng rất là sạch, con này rất là sạch. Mình có đánh cám hay gì mình cầm lên dơ, mình chỉ cần lấy khăn hay là giấy cho mình vuốt là nó sạch đúng không ạ. Đó, hàng này thì bạn đánh cá tầm khoảng được, nếu mà size 3m các bạn đánh được tầm khoảng 15kg đô lại nha. 2m7 tầm khoảng 12kg, 2m4 tầm khoảng 10kg, và 2m1 thì tầm khoảng được 8 đến 9 kg nha các bạn. Riêng với dòng Shimano hoặc Sula này thì giá mình có để trên màn hình, với lại mình có để dưới phần mô tả dưới phần bình luận á, các bạn tham khảo giá ha. Khớp nối của nó là khớp nối thục nha các bạn, khớp nối nè, khớp nối là khớp nối thục trên thục xuống ha. Đây, đó. Cái kiểu này hiện tại rất là thịnh nha các bạn, trên thục xuống. Hồi xưa thì kiểu là dưới thục lên, ở dưới thục lên, nhưng mà giờ là trên thục xuống nha các bạn, trên nó thục xuống. Đây là cây 2m1, rất là đẹp ha, hàng carbon, carbon sắn toàn thân. Cán thì cán bằng phụ keo, thằng này giá nó cũng sinh viên thôi các bạn, giá cũng sinh viên thôi. Thân cây 3m thì nó sẽ nhìn nó sẽ dài và to hơn, thì khả năng chịu tải nó lớn hơn mà. Toàn thân là carbon ha. Khoen vẫn là khoen Fuji. Đó. Fuji thì các bạn đánh nước biển là đánh nước ngọt thì bình thường rồi, đánh bạn đánh cả nước biển đều không bị sét ha. Sứ này bạn đánh được cả dây bia và dây cước luôn, sứ bên trong dòng khoen Fuji nè, thì bạn đánh được cả dây bia và dây cước mà không bị sợ, không có sợ mòn khoen, đánh cước cũng được, đánh bia cũng được là không bị mòn khoen ha. Thì với cái giá này anh em nào đặt 2 cây, tầm khoảng 2 cây trở lên mình sẽ reship cho các bạn, tức là tầm khoảng 2 cây gần trở lên mình sẽ reship. 1 cây thì tùy theo khu vực, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 30.000, các tỉnh gần gần tầm khoảng 40-50.000, có tỉnh 60.000 là các bạn, tùy theo khu vực ha. Thì anh em nào nếu mà có nhu cầu lấy thì lấy lần 2 cây, mình sẽ giảm cho các bạn được tầm khoảng mấy chục ngàn tiền phí, tức là mình sẽ bao ship cho các bạn. Có các bạn đi tỉnh xa là 60-70.000 là các bạn, tỉnh gần như thành phố tầm khoảng 30 thôi, đi tỉnh lân cận thì 40-50, có tỉnh 60-70 nữa, tùy theo khu vực ha. Thì cái này, thằng này là hàng của Shimano, nên là cái đít nó là nó đóng bằng inox đó các bạn, đít đóng inox. Như cái thằng Cotline thì cái mộc ở dưới đây nó sẽ có cái tem Cotline này, nó đóng inox bạc luôn nè các bạn. Còn cần thì cũng rất là nhẹ ha, trọng lượng nó, cần này là cần bọng bon, trọng lượng nó thì nó tầm khoảng chừng như cây 2m1 thì nó tầm khoảng chừng 200g thôi bạn, 200g thôi. Cây 2m4 thì nó tầm chắc tầm khoảng 250g, cây 3m chắc tầm khoảng 300g mà, 2m7 3m tầm khoảng 300g thôi, nó nhẹ, hàng này nhẹ ha. Thì mình sẽ gáp vô cho bạn xem
Đây là cây 2m1 nha các bạn. Đây. 2m1. Thì với cái dòng này mà cây cỡ như cây 3m đó các bạn. Ngọn này ngọn carbon nên nó cũng rất là khỏe các bạn. Ngọn carbon cũng rất là khỏe. Đây là cây 2m1 nữa các bạn. À, hàng của Shimano, Temuji. Ngọn carbon nên nó cũng hơi là cứng ha. Nó không có dịu. Đó, nó không có dịu. Vì đây hàng này hàng carbon. Rất là đẹp ha. Thì anh em yêu thích cái dòng này thì cứ vui lòng liên hệ đặt hàng với mình. Mình sẽ chuyển hàng về tận nhà, giao tận tay cho các bạn. Và đặc biệt những hàng này mình sẽ bỏ vô ống nước nha các bạn. Nè, mình có chuẩn bị một ống nước đây. Thì mình sẽ cắt mình bỏ vô ống nước cho các bạn. Thì các bạn yên tâm ha. Hàng sẽ bỏ được bỏ vô ống nước, quấn thêm một lớp chống sốc nữa là bảo đảm bạn là về tới nhà là còn nguyên vẹn hết. Đảm bảo bạn luôn. Không bị sao hết. Đó. Thì anh em nào yêu thích cái dòng này thì cứ vui lòng liên hệ đặt hàng với mình ha. Để lại tên, số điện thoại và địa chỉ mình sẽ chuyển hàng về tận nhà, giao tận tay cho các bạn. Rồi. Có thể gọi trực tiếp hoặc bình luận dưới clip. Để lại tên, số điện thoại với địa chỉ thôi, hoặc kết bạn Zalo, Facebook tùy các bạn. Cái nào cũng được. Cái lần liên hệ trực tiếp với mình thì mình sẽ chuyển hàng về tận nhà, giao tận tay và các bạn chỉ việc khui hàng kiểm tra thôi. Khui hàng kiểm tra và thanh toán nha các bạn. Bạn không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản trước gì hết. Trừ những trường hợp các bạn không muốn thu hộ thì các bạn chuyển khoản trước. Còn này mình giao mình sẽ thu hộ khi thanh toán tiền tại nhà luôn. Đây, xin chào và hẹn gặp các bạn vào clip tiếp theo nha. Đó. 4 size cho các bạn dễ lựa chọn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.